Hi mọi người, hôm nay mình sẽ ăn cua lông Nhật Bản. Do là hôm bữa tình cờ mình lướt á, mình thấy cái con cua này sao nó lông nhiều quá, nhìn nó cũng lạ mắt ghê. Nên là hôm nay mình order một con về ăn thử. Và mình có tìm hiểu sơ á, thì con này có nguồn gốc từ Nhật Bản, ở vùng Hokkaido hay sao á mọi người. Mình cũng có hỏi luôn là con này ăn như thế nào là ngon nhất. Thì người bán nói là ăn hấp hoặc là sashimi. Nên là bây giờ mình sẽ ăn sashimi nha. Mình ăn kèm với nước cốt chanh với lại nước tương Nhật và wasabi. Nhìn lông vậy thôi á, nhưng mà lúc mình đụng vô rất là mềm, tách ra cũng rất là dễ luôn. Gạch với thịt á quá trời luôn mọi người. Và mình thấy theo như cái thịt cua của nó thì sợi nhìn ngon lắm. Gạch đó thì siêu béo luôn nha. Mình ăn mình cảm thấy không có mùi tanh, đặc biệt ăn với nước tương tăng cái độ ngon hơn nữa. Và mỗi chân cua đều có thịt trong trọng rất là nhiều. Chỉ cần mình dùng dụng cụ mình cắt ra là mình sẽ lấy thịt ra được thôi. Và kích cỡ thì mình thấy nó cũng không quá to. Con này chỉ hơn nửa ký thôi nha mọi người. Còn về giá thành á thì nó cao hơn cái giá của cua hoàng đế tí xíu. Nói nôm na là gần 3 củ một ký. Nhưng mà sau khi ăn á, theo cái cảm vị cá nhân của mình nha, mình thấy cua lông Nhật này ngon hơn cua hoàng đế nha mọi người. Tại vì cái thịt của cua lông này nó ngọt đậm đà nè, cái gạch á thì béo ngậy luôn, với lại ăn không có bị mặn. Còn cua hoàng đế mỗi lần mà sao mình ăn á, cái thịt của cua hoàng đế nó mặn quá trời luôn, nên là mình ăn cái cua hoàng đế không có hạp. Nhưng mà xem một hồi mình thấy á, ngoài ăn sashimi, ăn hấp thì mọi người cũng có thể nấu lẩu với loại cua này luôn nha. Nói chung là mình ăn xong mình thấy ngon, đáng tiền, có dịp sẽ thử lại tiếp nè.